Đây, chúng ta đã có một Daba vô cùng đẹp đẽ đến từ Bootstrap và Revonship. Đấy, rất là ok. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tutorial Angular 15, bài số 4, cài đặt Bootstrap và jQuery. Chúng ta sẽ gõ lại như sau: npm install --- save bootstrap jQuery, enter. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Như vậy là chúng ta đã cài xong Bootstrap và jQuery phiên bản mới nhất. Và để dự án Angular của chúng ta sử dụng được Bootstrap và jQuery, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ phải truy cập vào file angular.json. Và thêm một đoạn style như sau. Đây, chúng ta sẽ thêm, chúng ta sẽ nhận bootstrap.css trước, sau đến sẽ đến style.css, tiếp đến là script, chúng ta sẽ nhập vào đây. Như vậy là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong Bootstrap và jQuery vào project. Và để kiểm tra xem Bootstrap 5 đã cài đặt thành công hay chưa, chúng ta sẽ cùng vào Google gõ từ khóa Bootstrap 5. Chúng ta sẽ truy cập vào wikep3school để lấy code mẫu phần Bootstrap. Ở đây tôi sẽ lấy Bootstrap Daba. Tôi sẽ kéo xuống chọn phần Daba Revonship. Đây, Daba Revonship của chúng ta đây. Chúng ta sẽ copy phần code này vào, paste vào bên trên thẻ app chi tiêu. Chúng ta sẽ tiến hành thay logo ở đây bằng tiêu đồ H1 title. Ok. Ctrl F để lưu. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây, chúng ta đã có một Daba vô cùng đẹp đẽ đến từ Bootstrap và Revonship. Đấy, rất là ok. Nếu như các bạn đã install thành công Bootstrap mà copy code Bootstrap vào đây mà vẫn không hiện, thì khả năng là các bạn cần phải build lại project. Đây, tôi đã build rồi nhé. Các bạn nhấn Ctrl+C hai lần để tắt build, sau đấy gõ lại lệnh build. Tại vì chúng ta import thư viện nên chúng ta cần phải build lại thì mới ăn code mới được. Còn bình thường chúng ta chỉ sửa code thì hệ thống sẽ tự build và tự ăn luôn. Ok, đấy là một thủ thuật để nếu như các bạn build mà không lên. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm thử code Bootstrap form cho nhập chi tiêu này. Chúng ta sẽ truy cập đến Bootstrap form và thêm mới một dòng. Tôi sẽ cho cái nhập email password này. Chúng ta sẽ copy cả cái div container này cho vào đây.
Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây, chúng ta đã có thể ứng dụng Bootstrap vào trong Angular project của chúng ta. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học Angular 15 Tutorial cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng thực hành để tạo ra một Angular project đầu tiên. Và tôi nghĩ là chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong tutorial Angular 15 cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.